Xin chào nha. Hôm nay Tuấn và tôi giới thiệu tiếp cho anh em chiếc Tivan 125 nha. Dòng xe mẫu nhỏ nè, 3 tháng đĩa luôn nha, bánh mâm đũa luôn. Có thùng hai bên luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Xe này rất dễ sử dụng nha, đồng hồ chỉ có 9.000 cây thôi, còn nguyên zin. Xe này người ta sử dụng, người ta bỏ trong để trong nhà mấy năm trời không đi á. Xe máy móc còn nguyên zin rất là đẹp, bánh mâm nè. Giỏ nữa là còn nguyên zin luôn, đời 3 tháng đĩa nha. Đời 3 tháng đĩa nha anh em. Đời 3 tháng đĩa mà mâm đũa luôn. Có thùng luôn, nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp, xe rất là sáng nha. Lắp liếc máy móc còn nguyên zin nha. Máy là nguyên zin nha anh em, xin anh để nổ tiếng máy cho anh em nha. Dòng xe đi 125 hai máy nha, mẫu nhỏ nha. Dòng xe này thích cho những người lớn lớn tuổi nè, nhỏ con hoặc nhẹ ký rồi đi mấy dòng xe này sử dụng rất là khỏe, nó nhẹ. Thông báo luôn cho anh em biết nha, bên em hiện tại bên em đang về một chiếc hạt lay nha, 170 nha, dòng xe máy V nha. Video sau em sẽ đưa lên cho anh em có gì bấm đăng ký kênh giùm em nha, để theo dõi video sau nha. Em sẽ đưa lên một chiếc hạt lay 170 máy V luôn nha, có hai thùng hai bên luôn, xe rất là đẹp nha. Dòng xe 170 máy V nha, máy V luôn đó. Anh em nào hôm bữa dặn em thì mau đăng ký theo dõi nha, video sau em sẽ đưa lên nha. Vì ngày này em đưa xe này rồi, em hứa là ngày này em livestream trực tiếp mà hồi sáng giờ bận quá không có lái được nha. Video xem sẽ đưa lên nha. Hạt lay 170 máy V luôn, dòng xe máy V nha, hay máy V. Rất là đẹp. Máy zin nha anh em. Xe máy zin luôn, rất là đẹp nha. Anh em nào mua thì nhanh chốt giá nha, có thùng có đồ luôn, nhìn rất đẹp. Có thùng hai bên luôn, xe được 3 tháng đĩa nè, lắp liếc nè, đất hàng lớn, có cản luôn, cản bảo vệ là yên dựa đồ đầy đủ, kiến hậu rồi đầy đủ hết nha. Xe rất là đẹp mà đồ đen luôn, máy móc là nguyên zin nha, chưa có làm cái gì hết, vỏ nó là còn nguyên hết, 3 tháng đĩa, máy chạy rất là nhạy nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau nha. Video sau sẽ là một chiếc hạt lay 170 máy V nha, dòng xe máy V luôn nha. Xe hiện tại về bên cửa hàng rồi nhưng mà đang rửa rác chưa có đưa lên được nha. Chắc em hứa là ngày mai em sẽ đưa lên. Ngày mai chắc đưa lên sớm đi. Bữa nay chủ nhật nhiều lúc nghỉ sớm á. Còn đây là Tivan 125 mẫu nhỏ nha, dòng xe đẹp luôn nha, có thùng luôn. Giá của mình quên hồi nãy giờ quên nói giá của nó là 41.500.000 nha, giá của nó chỉ là 41.500.000 thôi, cực kỳ rẻ. Nhông trên đĩa luôn, ốc vít tất cỡ các thứ nhìn rất là sáng, rất là đẹp, rất là sáng, đời tem vàng luôn, hồng luôn, rất là đẹp, có cày xuống yên bận mà rất là đẹp luôn. Đồng hồ đô này đúng cũng 9.000 cây, máy móc nữa. Đang nghe máy không? Nó rất là hay. Xe này người ta để một năm mấy, hai năm người ta không có đi. Xe này ông làm lớn tuổi rồi, ông không có đi. Nhưng ai mua xe này rất là tốt. Máy móc là nguyên zin nha. Chưa có mở, chưa làm một gì hết. Máy nguyên zin 125cc. Ai mua thì chốt giá cho em số điện thoại là 0369 nha, 669 659 nha, hoặc tới cửa hàng em là 262 đường Phan Anh nha, phường Hiệp Tân quận Tân Phú nha. 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân quận Tân Phú để chốt giá nha. Hiện tại bên em về rất là nhiều dòng xe nè, 125, 150, 170 đều có nha. Daily Magma cũng có luôn nha. Bên cửa hàng em mới về một chiếc Daily Magma nữa.
giá của nó để cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 19 triệu thôi cho anh em luôn. Daily bánh mà em có về một chiếc để cho anh em 19 triệu. Xe màu đỏ. Còn đây là chiếc Rebel 125 mẫu nhỏ, xe nguyên ring có thùng luôn. Giá của nó là 41 triệu 500. Dòng xe này rất là dòng xe này hai máy nghe, hai máy 3 thắng đĩa. Hai bô. Xăng cộ là chạy tầm 35 km một 35 cây số một lít xăng trở lên hết nha. Rất là lợi xăng. Rất là lợi xăng nha. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Vì để xem sẽ đưa lên một chiếc hạt lay Super, hạt lay 170cc, dòng xe máy V nha. Dòng xe hai máy V luôn nha. Rất là đẹp nha. Anh em nào bấm chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh. Còn anh em nào đăng ký kênh thì bấm chia sẻ hạt xa giùm em nha. Em cảm ơn rất là nhiều luôn. Để em có tinh thần đưa nhiều video xa lên cho anh em xem nha. Anh em nào cứ đăng ký kênh rồi bấm chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ hạt sai chia sẻ giùm em nha, để em có động lực đưa lên nhiều sai đẹp hơn nha. Bên em ngày nào cũng đưa video lên hết, rất là đẹp. Hộp số này đó. Bên em rất là nhiều sai nha, ngày nào bên em cũng đưa video lên hết. Nên em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giùm em. Hoặc anh em nào đăng ký kênh rồi thì bấm chia sẻ hoặc sai giùm em nha. Em cảm ơn rất là nhiều luôn. Địa chỉ cửa hàng em là 262 đường Phân Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Bên em là mua bán rất là uy tín nha, không có giống như mấy cửa hàng khác nha. Những xe bên em mua về là tân trang, sửa rửa ráy, vô dầu mỡ thay nhớt rồi rất là sạch sẽ, kỹ càng cho anh em về đây nha. Anh em không cần sửa một cái gì hết. Xe là bán là rất nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là cái uy tín là cái quan trọng nhất. Đó, bên em bán xe rất là uy tín, nó là cái gì là đúng cái đó, không có lừa dối ai bất cứ cái gì nha. Xe đẹp là nó đẹp, mua về đây là nó đây. Còn như chiếc xe như bên em không có dọn, những chiếc xe không đúng với chu kỳ bên em bán rẻ cho anh em phải dọn ha. Nhưng mà riêng làm gì bèo, bên em dọn sạch sẽ nha, làm kỹ càng mới bán ra. Như bên em là không có mua mấy dòng xe tay ga, nhiều lúc khách đổi mấy xe tay ga được, bên em bán cho mấy anh em về dọn bán, hoặc anh em mua về đi. Những dòng xe tay ga không, bên em không có chuyên, hoặc những dòng xe số bên em không có chuyên, bên em chỉ có chuyên về mô tô thôi. Nên anh em mua xe bên em rất là ok. Bên em xe về bên em là bên em dọn rửa sạch sẽ kỹ càng hết nha anh em. Đây. Những nhiều anh em mua xe bên em rất là thích nha. Mua xe bên em nè, anh em mua về anh em không thích chạy, quay lại bán cửa hàng em, hoặc anh em muốn đổi xe khác. Muốn mua xe gì, muốn đổi xe gì cứ tới cửa hàng bên em sẽ thâu lại. Hoặc muốn đổi xe gì bên em sẽ đổi cho anh em. Thích xe gì bên em đổi xe đó. Bên em buôn bán rất là dễ, không có giống như mấy cửa hàng khác. Mấy cửa hàng khác là nó không có chiên đúng không? Nó bán thì chứ sai, bởi sao anh em bán lại nó không mua, nhưng mà ngược lại bên em là khác. Bên em là chiên mấy dòng này nên như thành ra mấy anh em đi đã đời, anh em không thích đi nữa thì cứ qua lại bán cho cửa hàng em lấy lại rất là dễ. Vì bên em chiên mấy dòng này nên anh em mua xe đi cứ chơi vô tư, 2-3 tháng, 5-6 tháng không thích chơi nữa thì cứ bán lại cho cửa hàng em thâu lại. Giá cả thì theo giá thị trường, chứ giờ không có biết giá trước được đó. Đó, anh em thấy xe rất là đẹp nha. Thùng màu đỏ luôn, rất là đẹp, xe màu đỏ đen nha. Thùng màu đỏ, đó, anh em nhìn đây, không thấy một cái gì, nguyên riêng từ đầu tới cuối nha. Xe mới sao là giờ nó y vậy luôn, không có sửa chữa, không có thêm bớt gì hết nha. Bên em bán là toàn là xe đẹp không, xe xấu bên em không có chơi đó. Nên anh em nào không có mua xe thì giá ủng hộ bên em nha. Mua bán rất là nhiệt tình, rất là nãy. Rồi xin chào tạm biệt các anh em nha.